Trong khi tổ chức khủng bố IS đang làm đau đầu nhiều quốc gia phương Tây, thì kẻ tự xưng là cầm đầu IS vẫn đang là một nhân vật bí ẩn. Thủ lĩnh al-Baghdadi được cho là sinh năm 1971 ở Iraq và từng có bằng tiến sĩ chuyên ngành Hồi giáo tại thủ đô Baghdad. Là kẻ cầm đầu những tên khủng bố man rợ đã chặt đầu hai nhà báo Mỹ và một nhân viên cứu trợ nhân đạo người Anh, al-Baghdadi đang là một trong những tên tội phạm quốc tế bị truy nã gắt gao nhất. Người ta đã giao giá trao thưởng $10 triệu cho ai bắt được y. Theo các nguồn tin, có thể al-Baghdadi không phải tên thật của hắn. Al-Baghdadi có bằng tiến sĩ chuyên ngành Hồi giáo và từng đi giảng đạo ở quê nhà. Y hiếm khi xuất hiện và thường dùng mạng che mặt, nên những hình ảnh về hắn cũng rất hạn chế. Vào năm 2003, al-Baghdadi từng bị quân đội Mỹ bắt và giam giữ tại trại Buka, Iraq. Chính tại đây, hắn đã liên hệ với những kẻ cùng chí hướng để tiến hành các âm mưu khủng bố. Sau khi được thả, al-Baghdadi định gia nhập tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhưng sự cực đoan thái quá đã khiến hắn bị loại ra khỏi tổ chức và cuối cùng hắn thành lập tổ chức khủng bố IS. His family is Sufi, ironically a version of Islam considered more accepting of other religions.